Chào anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Thái Bảo. Thì trưa ngày hôm nay bên cửa hàng Bảo lại tiếp tục về thêm hàng 3 chức năng. Máy này là máy khoan 3 chức năng chính hãng Osaka Japan nha. Đó, con máy này á là thương hiệu Nhật nhưng mà nhà máy Trung Quốc. Máy này là dây đồng nha quý anh chị nha. Mua khá là nhiều luôn, bảo về bao nhiêu là hết bấy nhiêu. Máy thì không có thùng, nó chỉ có là máy không, với lại là công ty người ta hàng này là những cái hàng mà thanh lý á, là anh chị mua là như thùng vỡ này, công ty để ra từng lô một vậy là thanh lý. Anh chị mua một con máy chính hãng Osaka Japan này trưa ngày hôm nay chỉ có là 599.000 mà được bảo hành 6 tháng. Đó, con này bảo bán khá là nhiều luôn, đi kèm máy thì chỉ có tay cầm thôi, thế thôi. Rồi mình quay vào con máy thương hiệu Osaka Japan này, là thứ nhất là nó là máy khoan gài nhá, mũi gài đó, ba chức năng này. Mình có thể là khoan không, khoan đục hoặc là đục không, riêng máy không dây đồng nên là máy nặng lên đến là hơn 3 kg nha. Anh chị thấy một con máy chính hãng nó rất là nặng luôn. Đó, thương hiệu Osaka Japan. Bên này là công suất của máy nè, bảo giới thiệu quá trời nhiều luôn. Sản phẩm này công suất lên đến là 800W, công suất thực nha quý anh chị nha. Trọng lượng nặng 3 kg là anh chị biết rồi, công suất nó đúng thực tế luôn. Rồi, xài mũi phi tối đa là 26mm, Made in China là nhà máy nằm tại đó. Rồi máy này thiết kế là xài bằng ổ bo nha quý anh chị nha, ổ bo cho độ bền nó cao hơn. Công tắc thì nó sẽ có khóa công tắc này, phía trước là đảo chức năng, còn phía trên là anh chị gài mũi thì ở đây. Đó, rồi dây nguồn đặc biệt là dài 4m mà dây đồng luôn. Với một con máy này bảo bán rất là nhiều, anh chị cô chú hỏi cũng quá trời trời luôn mà nó hết hàng liên tục. Đó, trưa ngày hôm nay nó lại về tiếp. Thì anh chị cô chú nào đang cần một con máy chính hãng Osaka Japan được bảo hành toàn bộ là 6 tháng nha. Đó, ba chức năng mũi gài thì có thể liên hệ cho cửa hàng Bảo qua ba số điện thoại trên màn hình. Vì những con máy này á, công ty thanh lý là hộp vỡ nên là số lượng hạn chế. Thì anh chị nào á đặt hàng có thể là liên hệ trực tiếp luôn cả hết nha. 599.000 nó quá rẻ so với những thương hiệu khác mà bảo hành cùng 6 tháng cho anh chị xài. Dây đồng toàn bộ thì bảo thấy hợp lý quá nên là lấy về liên tục cho anh chị mình nha. Rồi, xem xong thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, bảo sẽ cập nhật những sản phẩm giá rẻ buổi trưa cho anh chị cô chú mình xem. Rồi bây giờ bảo xin kết thúc video tại đây. Bảo sẽ ghép đoạn test máy cho anh chị mình xem con máy này nha. Rồi mình khoan nha, con này thì khoan bê tông này thì quá đơn giản luôn, khỏi lo. Đang ngược chiều này, thấy không, đảo chiều ngay. Bê tông cứng cỡ nào khoan cũng qua luôn. Quá nhẹ nhàng luôn. Rồi, cái thứ hai là chức năng mà đục không thì mình có thể là đục trên cục này luôn đi, chứ giờ biết đi đâu, giờ mình tróc luôn. Tỉa gặp nha. Đó, bê tông này. Ui chà, hư cái bàn bảo mất tiêu. Trời ơi. Đục nẻ cục này ra luôn. Đó, bê tông khá là cứng luôn á, đục. Đó, thoải mái cho anh chị xài luôn. Nói chung cái này chắc cũng chưa được bê tông đâu. Bên trong nó cũng phần xi măng nó hơi cứng tí xíu à. Bê tông thì nó đá nó không có bao nhiêu hết. Thì bảo cũng test thử qua cho anh chị xem một con máy khoan 3 chức năng có thể làm nhiều công việc này. Nó cũng có thể khoan sắt được luôn nha, nhưng mà mình phải mua thêm bộ chuyển đổi riêng. Với mức giá tối ngày hôm nay anh chị mua thì rất là rẻ luôn, 850.000 mà mua một mà được 6 món quà luôn.
là gồm có ống máy và 5 mũi khoang đi kèm nha. Rồi anh chị nào quan tâm một con máy khoang Osaka thương hiệu Nhật thì liên hệ cho cửa hàng Bảo nha, đang có mức giá khuyến mại công ty rất là sâu về mức giá bảo hành cũng chính hãng 6 tháng thì liên hệ cho Bảo ngay nha. Rồi bây giờ thì Bảo xin kết thúc video tối hôm nay tại đây. Rồi Bảo xin chào anh chị nha.